Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện hộ gia đình trên địa bàn thành phố từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 nhằm sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong cộng đồng. Thời gian triển khai lấy mẫu từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7. Đối tượng lấy mẫu là cá nhân đại diện cho từng hộ gia đình được chọn xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố hiện nay thành phố có 276.332 hộ gia đình. Với điều kiện năng lực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và tình hình cung ứng vật tư, sinh phẩm để phục vụ xét nghiệm, việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình tại thành phố được tiến hành với 100% hộ tại 4 phường Hòa An, An Khê, Thạc Giáng và Hòa Khánh Bắc và 30% hộ tại các xã địa phương còn lại.